Mới chào quý vị và các bạn đến với chương trình Gợi Nhớ Miền Tây. Thưa quý vị, đường quê là con đường đưa những người tha hương trở về với mái nhà yêu dấu của mình. Mỗi khi bước chân trên con đường thân thuộc thì ký ức năm xưa lại ùa về. Đó là biết bao kỷ niệm về một thời đường đất nhấp nhô hay chiếc cầu tre, cầu gián bắc qua sông. Dẫu đường đi lúc bấy giờ còn gập ghềnh gian nan nhưng tình làng nghĩa xóm lại đậm sâu. Mời quý vị cùng quay trở về với một miền Tây xưa để hồi tưởng lại con đường quê hương thương nhớ của mỗi người. Ở cái miệt kênh rạch chằng chịt này, đường xá cũng quanh co theo từng nhánh sông. Đường nhỏ xíu nhưng lại mát rượi bởi những hàng cây. Nhớ hồi những năm 2000 trở về trước, nhiều người dân miền Tây chỉ quen với hình ảnh của con đường đất. Trời nắng thì bụi mịt mù, còn mưa xuống thì lầy lội khó đi. Dẫu gập ghềnh nhưng lại không kém phần thơ mộng. Đó không chỉ là con đường làng mà bà với mẹ xách giỏ đi chợ mỗi sớm mai, là lối nhỏ ba ra đồng, là con lộ ta đạp xe đi học, mà còn là nơi chứng kiến bao buồn vui của thôn xóm và những đổi thay của cuộc sống. Con đường quê cũng là nơi ta đặt bước chân đi xa, để rồi phải dành cả một quãng đời còn lại để mong mỏi được quay trở về. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ về tuổi thơ thì một trong những hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí của người xa quê lâu năm chính là con đường đất nhấp nhô, nơi những đứa trẻ vô âu, vô lo, rong ruổi chân trần đi dạo chơi khắp xóm. Hồi xưa, từ đoạn đường nhỏ trước nhà hay con lộ lớn dẫn tới ủy ban xã đều toàn đất là đất. Mặt đường nhẵn thính, cứng chắc do bao bước chân người lại qua. Hai bên mọc đầy cỏ dại, dọc theo con đường là vườn tược xanh mướt hoặc mấy thửa ruộng xà tít tắp. Nhà cửa thì thưa thớt chứ không san sát như bây giờ. Con đường quê là nơi chứng kiến bao buồn vui của thôn xóm. Buổi sáng nó đón bước chân của những người đi chợ và mấy em nhỏ tung tăng đến trường. Buổi chiều in hằn trên mặt đất là dấu chân của cánh đàn ông từ ngoài ruộng về nhà. Có ngày đường quê rộn ràng bởi tiếng cười nói từ một đám rước dâu. Cũng có ngày con đường u buồn theo từng dòng xe nặng trĩu của đoàn người đưa tang. Đường quê tiễn bước chân người đi xa và cũng là nơi đầu tiên đón những người con ruột thịt quay trở về. Khi hồi tưởng về những con đường xưa ở miệt sông nước này, làm sao mà không nhớ đến mấy nhịp cầu. Ầu ơ, dí dầu cầu gián đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi. Khó đi, mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Lời ru miên man đã thấm đẫm tâm trí của bao thế hệ người dân Nam Bộ. Cái thời còn đường đất thì cầu bắc qua sông cũng chỉ là những cầu tre, cầu dừa hay cầu gián. Dù ngày nay đa phần chỉ còn xuất hiện ở những khu du lịch, song hình ảnh của chiếc cầu tre miệt vườn vẫn mãi in sâu trong ký ức người dân miền Tây như một nét văn hóa miệt vườn sông nước. Trước kia, quê nhà còn nghèo, cây cầu tre đã gắn bó với mảnh đất này dù lắc lẻo, gập ghềnh. Gọi là cầu tre, nhưng nhiều nơi cầu không chỉ được làm từ tre mà còn có cả mấy cây gáo, cây bần. Thường cầu tre được bắt sóng đôi, hai cây tre sát nhau cho dễ đi. Nếu kênh rạch rộng, hai bờ xa, cầu tre phải bắt nối nhau hai nhịp hoặc ba nhịp, mỗi nhịp
có hai cây tre đóng chéo nhau sâu xuống đáy rạch đáy kênh để làm giá đỡ cho nhịp cầu và thêm tay vịn cho người đi khỏi té, nhất là vào mùa mưa bùng sình trơn trượt. Khi cư dân bắt đầu đông đúc hơn, cây cầu tre cầu khỉ không còn kham nổi thì người ta bắt đầu làm cầu ván. Cầu ván thì cần sự kỳ công hơn. Người dân thường xả ván bần hoặc ván bạch đàn xếp ngang trên các thanh xà rồi đóng đinh. Có nơi người ta chỉ đi bộ thì không cần làm lan can. Còn đối với những nơi nhiều xe đạp qua lại thì nhất định phải có lan can hai bên cho an toàn. Cũng giống như cầu tre, cây cầu ván bình dị đã đón đưa bước chân của nhiều thế hệ người miền quê Cần Lao. Nhớ cái ngày ở xóm xuất hiện cây cầu ván đầu tiên, lòng người biết bao mừng vui khấp khởi. Nay, bước chân đám trẻ sẽ được thong dong, không còn nỗi lo lỡ nhịp rơi xuống nước. Cây cầu nối đôi bờ vui, thôn xóm cũng rộn ràng hơn. Đường đi học, đi chợ, đi ruộng của bà con cũng từ đó bớt đi phần gian nan cách trở. Cầu ván còn xuất hiện trong cả những câu ca dao đầy chân chất mộc mạc. Bước lên cầu ván cong vòng, thấy em ở bạc trong lòng hớt thương. Dần dà, khi mấy đứa nhỏ bắt đầu lớn lên, đi học xa nhà hơn một chút, thì đường đất cũng được thay bằng đường đan. Đường đan được làm từ những tấm đan xi măng đúc sẵn, ghép vào nhau mà thành đường. Ngày thôn quê xuất hiện đường đan cũng là ngày ta chứng kiến tình làng nghĩa xóm bền chặt. Người khá giả thì đóng góp tiền của, người chỉ đủ ăn đủ mặc thì góp công, góp sức. Cả xóm cùng chia việc với nhau, để nối dài những mét đường băng, người thì đang sắt thép, người trộn bê tông, mấy bà mấy chị thì lo cơm nước. Không một ai than thở lấy một lời, mà lòng đầy hy vọng về một con đường không còn lầy lội, trơn trượt cho mấy đứa nhỏ đạp xe bon bon tới trường. Từ khi có đường đan, thôn xóm cũng dần thay da đổi thịt vì giao thương thuận lợi. Người ta sắm xe máy nhiều hơn mà không lo lắng trời mưa hay nắng. Bao năm trôi qua, nhiều con đường đan được thay thế bằng đường bê tông nhựa rộng thênh thang. Hai bên đường giờ đây nhà nối tiếp nhà, có nơi còn mọc lên xí nghiệp, hàng quán san sát. Thế nhưng, hình bóng quê nhà vẫn còn đó với dòng sông uốn lượn và hàng cây mát rượi. Bao năm sống xa quê, có người đã từng đặt chân tới không biết bao nhiêu con đường và đại lộ, nhưng lòng vẫn luôn nhớ về đường quê yêu dấu. Và con đường quê thì vẫn ở đó, đón chờ bước chân quay trở về của những người nếm trải bao thăng trầm của cuộc đời. Chương trình Gợi Nhớ Miền Tây đến đây xin được kết thúc. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.